Lasso. So now what happens, this seed becomes like so strong and so powerful, then it gives a birth. It gives a birth, then there it comes like name and form, six sense organ, contact, sensation, all age and death, all together in two lifetimes. À, và rồi thì bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Những cái hạt giống mà chúng ta đã gieo trồng ở trong hành đó, nó càng ngày nó càng trở nên mạnh mẽ hơn, và rồi cuối cùng sẽ đi đến một cái sự sinh trưởng, tức là sẽ đi đến sinh. Và sinh nó đến từ đâu? Sinh nó đến sau khi mà đã sinh rồi, đã sinh ra rồi, đã có sinh rồi, thì sẽ có danh, sắc, xúc, và sẽ có già và chết. Danh sắc xúc dẫn rồi danh sắc xúc, và có ái, có thủ, rồi cuối cùng đi đến già và chết. Ái thủ hữu và rồi đi đến già và chết. Hello. Lasso. Okay. So now this is how the this is divided in two lifetime. So once it is like divided in three lifetime, then you know, like for example, in the past life, ignorant karmic formation consciousness is same, but in the second lifetime, this karmic imprint or seed, we are untouched by craving, grasping, and becoming because of the other karmic formations. The powerful forces take over in the next life. But in the next life, in the third life, again, this seed were germinated by craving, grasping, becoming, then all age and death. This is how, you know, it could be divided into three lifetimes. À, như vậy thì chúng ta có thể tưởng tượng như thế này, ví dụ như là cái đời đầu tiên của chúng ta đó, chúng ta gieo trồng những cái hạt giống trong hành đó, đến từ vô minh, hành nghiệp và thức, thì những cái điều này đã được gieo trồng rồi. Nhưng mà qua đến cái đời thứ nhì đó, thì có thể những cái dấu ấn thuộc về nghiệp của mình đó, nó chưa có trổ quả và nó không có bị đụng chạm gì bởi bởi vô minh, hành và thức trong cái đời thứ nhì đó. Và rồi thì nó sẽ đi qua đến cái đời thứ ba. Cái đời thứ nhì nó không có trổ quả, những hạt giống nó không trổ quả là bởi vì nó không có bị sai sử, và nó lại bị những cái hạt giống mà nó có cái mãnh lực to lớn hơn đó, nó lại như là chùm lên nó và không có làm cho nó phải trổ quả. Rồi thì chúng ta đi qua đến cái cuộc đời thứ ba, thì những cái hạt giống ở trong hành đó qua đến cuộc đời thứ ba, nó mới trổ quả, và khi nó trổ quả, nó có đầy đủ vô minh, hành và thức, và rồi thì nó có đầy đủ tất cả những cái nhân duyên khác, và rồi thì nó sẽ đi đến già và chết. Then it can be then it can be sometimes like remain for 1,000 years. And Buddha said like when it's overtaken by some powerful other karmic forces, but the seed, the imprint in our mind would remain there for 1,000 years. It will never be wasted. Thì như vậy cho nên có những khi những cái hạt giống mà chúng ta gieo trồng ở trong hành đó, nó sẽ tiếp tục nó tồn tại qua hàng ngàn ngàn kiếp sống của chúng ta. Và như vậy Đức Phật mới nói rằng khi mà nói đến hành đó, là những cái hạt giống mà chúng ta đã gieo trồng đó, nó là những cái dấu ấn thuộc về nghiệp. Cho nên một khi mà những cái hạt giống đã gieo trồng rồi đó, thì những cái dấu ấn thuộc về nghiệp này, chúng ta chưa giải quyết được chúng, chưa có phá dẹp được chúng, thì nó cứ tiếp tục nó ở đó cho đến khi nào mà chúng ta giải tỏa được chúng hay là giải quyết được chúng. Nó không mất đi đâu cả. And what Buddha said is within a second, we could be able to accumulate or the karmic
formation 1,000 times in a minute or two, and all this were restored or stored in our mind stream or in our consciousness. Và Đức Phật cũng dạy cho chúng ta rằng chỉ trong một vài giây mà thôi, hoặc là chỉ trong một vài phút mà thôi, mà chúng ta có thể tích lũy được cả ngàn lần những cái hạt giống ở trong hành. Những cái hạt giống này tích lũy cả ngàn hạt giống ở trong hành trong một vài giây, một vài phút. Và tất cả những cái điều này nó sẽ tiếp tục được lưu trữ ở trong dòng tâm thức của chúng ta hay là trong cái thức phân biệt của chúng ta. And like in the form of like, you know, then it comes like kind of, you know, in the Olympic circles, you know, different there, thousands comes like this, you know, which is very difficult to understand and which becomes more confusing for us. Như vậy thì mỗi một cái vòng nhân duyên này chúng ta có thể tưởng tượng nó giống như là một cái khoen của cái cờ Olympic đó, cờ Thế vận hội đó. Cờ Thế vận hội thì nó có những cái khoen nó móc lại với nhau. Thì những cái vòng nhân duyên này đối với bản thân chúng ta thì không phải là chỉ có năm, mà nó có hàng hàng ngàn 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 những cái vòng nhân duyên như thế. Nó cứ móc cái này vào với cái kia và nó sẽ trở nên rất là rối loạn. Nó trở nên như là nó làm cho chúng ta trở nên rối loạn. And this is how the all the cyclical process, you know, the cyclical process of birth and age, old age and death and all this coming, you know, sickness and all this comes like this, then we are suffering in 1,000 different ways in different time and in a situation. Và như vậy, đây chính là cái sự vận hành của cái vòng nhân của vòng luân hồi. Vòng luân hồi có nghĩa là chúng ta sẽ qua đi qua sinh, lão, bệnh, tử. Và chúng ta sẽ phải trải qua rất là nhiều cái sự đau khổ, hàng ngàn ngàn những cái sự đau khổ khác nhau, qua những cái thời điểm khác nhau, qua những cái cách thức khác nhau, đủ loại đau khổ khác nhau. And all the karmic, you know, karmic formations are all link up together, but somehow it has its own kind of, you know, 12 link of dependent origination, but somehow they are all link up together. And this is how, you know, we become even more confused state, unable to understand the reality. That's so. Khi mà chúng ta nói đến hành đó, những cái vòng nhân duyên này nó móc lại với nhau. Toàn bộ nó cứ móc hết cái này, nó móc qua cái kia. Thì mỗi một cái vòng nhân duyên nó là một cái vòng nhân duyên riêng lẻ của nó. Nhưng mà khi mà nó móc lại với nhau như vậy á, thì nó trộn lẫn vào với nhau và nó lại làm cho chúng ta lại càng rối rắm hơn nữa. Mà chúng ta càng rối rắm thì chúng ta sẽ lại chẳng thể nào có thể nhìn thấy ra được, nhìn thấu suốt được cái chân tướng của thực tại. Hay là chúng ta có thể nhìn thấu suốt ra được cái thực tại, cái chân lý tuyệt đối là như thế nào. So right now we have just tried to give you the understanding of how it works and you know how it functions just by this Olympic circle. Actually it is even more like complicated. Many different thousands of you know karmic formation happens in a minute and it has been stored in our mind stream and it happens like in many different you know millions of you know karmic formations happening at the same time. Như vậy bây giờ thầy muốn chỉ cho chúng ta coi là nó vận hành như thế nào, hành ấm nó vận hành như thế nào, thì thầy chỉ cho chúng ta coi năm cái vòng, năm cái khoen này của cái lá cờ ở Thế vận hội á. Nhưng mà thực sự nó không có đơn giản như vậy đâu, mà nó rất là phức tạp, nó rất rất là nhiều, nó hàng trăm trăm ngàn những cái vòng khoen như vậy. Cái này nó cứ nối vào với cái kia, nó móc vào với cái kia, thì đó là khi mà hành nó vận hành, những cái hạt giống nó được gieo trồng ở trong hành rồi đó, thì nó sẽ càng ngày nó càng rối ren hơn và nó giống như là ý thầy nói là mọi thứ nó rất là phức tạp chứ nó không có đơn giản như là năm cái vòng này đâu ạ, mà càng ngày nó sẽ càng rối ren hơn, bởi vì hành nó là những cái vòng riêng, nhưng mà rồi cái vòng này nó lại mắc vào cái vòng kia, cái khoen này nó móc vào cái khoen nọ, để có hàng ngàn ngàn những cái khoen như vậy chứ không đơn giản như là chúng ta thấy ở đây.
And the question we're asked, if that is possible to come out from this problem, from this mess up, and Buddha said, yes, there is. And how we can overcome is like, we have to remove the ignorance. We have to, you know, purify the ignorance. If the picture, you know, in this right now up to here is all direct order, but in the reverse order, in the kind of, you know, like if ignorance is not there, then the karmic formation will not come. If the karmic formation is not there, consciousness will not come. If consciousness is not there, name or form will not come. If the name and form is not there, six sense organ will not come. Then the contact, then the sensation, craving, grasping, becoming birth, all this sickness and death, this all will follow, you know, in a cease to follow. Thưa, thì ở đây đó, cái câu hỏi đặt ra là nếu mà nó phức tạp, nó rắc rối như vậy đó, thì chúng ta có thể nào có thể phá vỡ hay là thoát khỏi được cái tất cả những cái rối ren này hay không? Và câu trả lời đến từ Đức Phật là có. Đầu tiên là chúng ta phải như là phá vỡ được vô minh, phải làm sao để có thể tịnh hóa được vô minh của mình. Thì khi mà chúng ta nói đến nhân duyên, cái vòng xoay của nhân duyên đó, chúng ta đi theo hai cái chiều khác nhau, một cái chiều là chiều hoàn sinh, một cái chiều là chiều hoàn diệt. Bây giờ ví dụ như là có vô minh thì mới có đến hành, có hành thì mới có đến thức, có thức rồi mới có đến danh và sắc, vân vân. Còn bây giờ nếu mà chúng ta có thể phá vỡ được những cái khoen này đó thì chúng ta sẽ đi theo một cái chiều khác. Có nghĩa là nếu mà không có vô minh thì không thể nào có được hành. Nếu mà không có hành thì sẽ không có thức. Không có thức thì cũng sẽ không có danh, sắc và không có lục nhập hay là lục căn. Không có lục nhập, lục căn thì sẽ không có xúc. Không có xúc thì sẽ không có thọ. Không có thọ thì cũng sẽ không có ái hay là cái sự khát khao. Không có ái thì sẽ không có thủ, không có thủ thì cũng sẽ không có hữu, không có hữu thì không có sinh, và không có sinh thì không có già chết. Lasso. And one different kind of striking to this is that we have to go to the eighth craving. So see now what Buddha said is ignorant karmic formation consciousness is in the past life. So we can't do anything for the past. Past is past. And what happened is now in this life, for example, the craving comes, grasping comes, becoming comes. Then what Buddha said is here, we have to hammer it. We have to hammer for the craving. We should not let give the way for the craving. We should not let give way for the grasping. And you know, if you not give way to the craving, then the grasping and becoming, then what happened is our seed, which has been stored in our mind stream, don't get a help, the support from the craving, grasping, and becoming. That's so. Mà có một cái điều nó rất là quan trọng ở đây mà nó thực sự là nó khá là chấn động, đó là chúng ta cần phải tập trung đến cái số 8, chúng ta nhìn vào cái khoen số 8, tức là ái hay là cái sự khao khát. Đức Phật dạy cho chúng ta rằng bây giờ tại sao chúng ta lại cần phải tập trung vào cái số 8, chú tâm vào nó. Bây giờ trước đó là chúng ta phải nói đến số 1, số 2, số 3, tức là vô minh, hành và thức đã. Vô minh, hành và thức là những cái gì mà nó đã xảy ra trong quá khứ rồi. Và Đức Phật dạy rằng cái gì mà nó đã xảy ra trong quá khứ, nó đã là quá khứ rồi, thì mình không có thể nào mình thay đổi nó được, không thể nào thay đổi vô minh, hành và thức mà mình đã tạo ra trong quá khứ. Nhưng mà bây giờ trong cái cuộc đời ngay bây giờ của mình đó, thì mình nhìn vào số 8, số 9 và số 10, số 8 tức là ái hay là cái sự khát khao, số 9 là thủ tức là mình muốn nắm giữ, và số 10 là hữu tức là trở thành. Nếu mà bây giờ chúng ta tập trung vào số 8, số 9 và số 10 thì Đức Phật dạy rằng chúng ta cần phải phá vỡ tất cả những cái điều này, đừng có để cho chúng sai sử chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta không có bị số 8, số 9, số 10 tức là ái,
thủ và hữu đó, tức là cái sự khát khao, cái sự chấp thủ, nắm giữ và cái sự hình thành đó, đừng có để cho những cái điều này nó bị sai sử, hay là xin lỗi, đừng có để cho chúng ta bị sai sử bởi ba cái điều này, thì những cái hạt giống mà chúng ta đã từng gieo mầm ở trong cái dòng tâm thức của mình, những hạt giống mà chúng ta đã từng lưu trữ trong dòng tâm thức của mình, nó sẽ không có bị như là số 7, số 8 và số 9, số 8, số 9 và số 10 như là hỗ trợ cho nó, khi mà những cái hạt giống này không có được hỗ trợ bởi ba cái điều này đó, thì nó sẽ không có thể nào mà nó trổ quả được. Lasso. So now what happened is, even the seed comes out, if the seed is not supported by craving, grasping and becoming, then what happens is slowly the seed will be exhausted. À dạ xin lỗi, hồi nãy con xin sám hối, không phải thầy nói là nó không trổ quả được, mà thầy nói là ngay cả nếu mà những cái hạt giống này nó có trổ ra nhưng mà nó không có bị sai sử, hay là không có được hỗ trợ chứ ạ, không có được hỗ trợ bởi số 8, số 9 và số 10, nghĩa là không có bị hỗ trợ bởi cái sự thèm khát, cái sự chấp thủ và cái sự hình thành đó, thì từ từ những cái hạt giống mà chúng ta đã từng gieo trồng nó từ từ nó sẽ được đoạn tận, tức là nó sẽ hết đi. So then if the seed is not supported or germinated by craving and grasping, then becoming cannot come. Then because of that, the birth, old age, sickness and death won't come. It will not give the result. But the causes has come out, but at the same time, the causes has been wasted, or it's, you know, it is what you say, the exhausted. So, như vậy nếu mà những cái hạt giống này nó không có được hỗ trợ và nó không thể nào nó có thể tăng trưởng hay là nó có thể trổ ra được, nó có thể đơm hoa, những hạt giống này không được đơm hoa do bởi nó không có được cái sự hỗ trợ của số 8, số 9 và số 10, tức là không có được hỗ trợ bởi bởi ái, bởi thủ và bởi hữu, thì nếu mà nó không có được hỗ trợ, xin lỗi, nếu nó không được hỗ trợ bởi ái và thủ đó, thì nó sẽ không thể nào có thể hình thành được. Nếu mà nó không thể hình thành được thì không thể nào có sinh, lão và tử. Như vậy ở đây thầy muốn nói là cho dù là những cái nhân này chúng ta đã gieo trồng, cho dù những cái nhân nó phải đã bị gieo trồng ở trong dòng tâm thức của mình, nhưng mà khi nó không được hỗ trợ bởi những cái điều kia thì một ngày nào kia nó sẽ cạn kiệt và nó sẽ chấm dứt. Lasso. So see now, the first three, ignorant, karmic formation and consciousness, it comes up in the causes, and the later craving and grasping is a condition, and later becoming, birth, old age and death, name, form, all these are the results. I'm sorry, so name, form? See. What are the results? Oh, first results, you know, becoming, birth, old age and death, including name and form, six sense, contact, sensation, all this. The rest. See, first three is the causes. Mm-hmm. And the ninth and tenth, craving and grasping is the condition, mm-hmm. conditioning factor. Mm-hmm. Then the rest of them are the, you know, the results. Right. The fruit. Như vậy thì chúng ta phải nhìn thấy ở cái bánh xe nhân duyên này đó. Đầu tiên là vô minh, hành và thức. Vô minh, hành và thức được xem như là những cái nhân của luân hồi. Sau đó thì được hỗ trợ bởi cái gì? Hỗ trợ bởi những cái duyên. Cái duyên này là gì? Đó chính là ái và thủ. Tức là số 8 và số 9. Chúng ta khát ái và chúng ta muốn nắm giữ. Đó là những cái nhân duyên để hỗ trợ cho ba cái nhân của vô minh, hành và thức. Mà khi mà đã có đầy đủ những cái nhân duyên để hỗ trợ lẫn nhau rồi đó. Những cái duyên này nó hỗ trợ cho cái nhân rồi đó thì sẽ sanh ra cái kết quả. Kết quả là sẽ có hình thành, sẽ có sự chào đời, tức là sẽ có số 10, số 11 và số 12, tức là sẽ có hữu, sinh và lão tử, và đồng thời cũng sẽ có danh hoặc sắc, sẽ có lục nhập, lục căn,
Tức là sáu giác quan của chúng ta rồi sẽ đưa đến xúc và rồi sẽ đưa đến thọ. Thì tất cả những cái điều này số 10, số 11, số 12, số 4, số 5, số 6 và số 7 đều là cái kết quả đến từ ba cái nhân là vô minh, hành và thức, và được hỗ trợ bởi những cái duyên là ái và thủ. Lasso. So see now what happened is like when the seed is not supported by craving and grasping, seed becomes wasted. Yeah, seed becomes wasted and it cannot give fruits to its fruition, its results. So this is one way of how to tackle the you know these the 12 dependent originations. And the craving is actually craving and grasping is actually the part of ignorance. These three are part of ignorance. Ignorance, craving, and grasping. These three are actually the same nature. Là so. Như vậy, nếu mà những cái hạt giống mà chúng ta đã từng gieo trồng nó không có được hỗ trợ bởi ái và thủ, thì nó sẽ bị hư hoại. Nó không thể nào mà nó trổ quả được. Và đây là một cái cách để mà chúng ta có thể hiểu về cái vòng xoay của 12 nhân duyên. Mà cái mà quan trọng hồi nãy khi chúng ta nói đến số 8, tức là ái, tức là cái sự khát khao, khát ái đó, cũng như là cái sự mà muốn chấp thủ đó, tức là số 8 và số 9 đó, thì số 8 và số 9 này nó là một phần của vô minh. Và khi chúng ta nói đến vô minh, ái và thủ đó, thì cả ba cái điều này nó có cùng một cái bản chất như nhau. So therefore, whenever there comes a craving, then one should look, one should watch carefully, watch peacefully, and the very you know way of watching to the craving itself is the antidote to crush, to cut off the cravings, because the craving is the ignorance. So when you watch, then what happens is the ignorance dissolves. So did you say that the way to watch craving is an antidote to cut a grasping, right? Yes. And then also to cut ignorance. Yes. When you watch the craving, how you crave it, then mm-hmm. you're aware that you are aware of craving. Once you are mm-hmm. aware of craving, then the substantial of the craving becomes, you know, subsides. That's so. You got me? Because you know, when you watch it, then you know that, you know? Right. Your wisdom sparks in now. Như vậy đó. Cái mà chúng ta cần phải làm đó, bởi vì cái số 8 á, nó có một cái trọng lực đó. Là cái mà chúng ta cần phải làm là chúng ta cần phải quan sát hay là rõ biết về cái số 8, tức là về ái hay là về cái sự khát khao, khát ái của chúng ta. Cái sự khát khao này chúng ta cần phải nhìn nó một cách rất là cẩn thận, rất là nhìn với một cách rất là cẩn thận, mà đồng thời cũng nhìn với một cái nhìn một cách an bình đó. Cái mà chúng ta cần làm là chúng ta cần phải tỏ tường, chúng ta phải quan sát chính cái khát ái này của chúng ta, và chính cái sự ngắm nhìn quan sát này của mình nó sẽ trở thành ra là một cái phương tiện mà đối trị, để mà chúng ta có thể cắt được từ từ cái sự khát ái của mình. Bởi vì một khi mà chúng ta trở nên rõ biết, tỏ tường về cái sự khát ái của mình đó, thì từ từ cái ái này, cái sự khát khao này nó sẽ cái lực của nó sẽ bị giảm thiểu. Là tại sao? Là bởi vì một khi mà mình nhìn ngắm nó, mình tỏ tường về nó, mình thấu biết về đó, thì trí tuệ sẽ phát sinh. So if we are not aware of the craving and we are not watchful, then what happens? Then again we, you know, circle round and round in the samsara. Because of the then craving, then grasping come again, becoming come, birth, old age, and all this comes, you know, follow up depending upon each other. Mà bởi vì nếu mà chúng ta không có tỏ tường thấu biết, chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác về cái sự khát ái của chúng ta hay về cái ái nhiễm của mình đó,
thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ tiếp tục trôi lăn ở trong luân hồi. Mà một khi mà đã tiếp tục trôi lăn ở trong luân hồi đó, thì thủ hữu sinh nó lại cứ tiếp tục, nó đi theo cái vòng xoay của 12 nhân duyên. That's so. So what happened here is when in the craving, when the craving comes, when you are aware, you know, when the light of awareness burns up, you know, burning the, you know, then what happens? It burns down the craving, which means it burns the seed which has been sown in our consciousness. So then, for it will not lead to the, you know, the grasping, becoming burden, all this, you know, it will not follow up. Vậy thì chuyện gì xảy ra ở đây khi mà chúng ta chánh niệm tỉnh thức về ái hay là cái sự khát ái của mình? Một khi mà cái ái nó khởi lên mà chúng ta nhận biết về điều này, thì đây chúng ta phải gọi rằng đây chính là cái ánh sáng của sự tỉnh giác, ánh sáng của tuệ giác của mình. Và ánh sáng của tuệ giác này là cái sự thấu biết, và ánh sáng của tuệ giác này đó thì sẽ thiêu hủy toàn bộ những cái hạt giống thuộc về ái mà mình đã từng gieo trồng ở trong dòng tâm thức của mình. Cái ánh sáng của sự tỉnh giác sẽ thiêu rụi toàn bộ những cái hạt giống mà mình đã gieo trồng như vậy. Và một khi mà nó bị thiêu rụi như vậy đó, thì nó sẽ không có thể nào dẫn đến những cái móc khoen kế tới như là thủ, hữu, sinh, lão, bệnh, tử, vân vân. Nó sẽ không có đưa đến được những cái móc khoen kế tới nữa. That's all. So like if we are a good Vipassana practitioner, then this is how one can put into execution here in the craving. Như vậy nếu mà chúng ta là những người tu tốt đó, thì chúng ta có thể tập trung vào số 8, tức là ái hay là khát ái đó, và chúng ta có thể tập trung vào đó và giải quyết cái gốc rễ từ đó. And this is one way of how to strike the craving and the, you know, seed, you know, how to destroy the seed of the ignorance. Và đây cũng là một cái hình thức, một cái cách để mà chúng ta có thể phá vỡ được ái hay là cái sự khát ái, và chúng ta như là diệt được toàn bộ những cái hạt giống của vô minh. Chúng ta có thể đoạn tận được những cái hạt giống của vô minh khi mà chúng ta phá vỡ được ái. That's all. And see, and now, if you are a Vajrayana practitioner, then here it's a different kind of striking now. Nhưng mà nếu mà chúng ta là những người hành giả Kim Cang Thừa, thì ở ngay cái khoảng này đó là nó có những cái hình thức khác để mà chúng ta có thể phá vỡ được. That's all. So what here it does is like you become in a form of deity, you become in a form of deity, and also when a craving all this comes, you transform into this, you know, like a five wisdom, all these things, then, you know, you can utilize this energy into a, like a wisdom part. Khi mà chúng ta là những hành giả Kim Cang Thừa và chúng ta muốn phá ái ở đây đó, thì ở đây chúng ta sẽ trở thành ra là trong hình tướng của các vị bổn tôn. Và khi ở trong hình tướng của bổn tôn và ái xuất hiện đó, thì chúng ta có thể chuyển hóa ái trở thành ra là ngũ trí, tức là năm trí tuệ. Và khi mà chúng ta chuyển hóa được như vậy, thì chúng ta có thể sử dụng được chính cái năng lượng này, và chúng ta sử dụng cái năng lượng này và biến nó trở thành ra là trí tuệ. So what happened here is how they, you know, utilize this energy into the wisdom path is that because, you know, they go beyond the, you know, like craving and grasping, because it's emptiness. You know, when you go into the emptiness, there's no good and bad, there's no right and wrong. You're going beyond the nature of reality that is emptiness. So when you, unless you are in the awareness, you are in the understanding of emptiness, then it will not affect you, and your grasping will not come because you have understanding of emptiness. So grasping not come, then becoming not come. Becoming is not there, then no birth.
there's no birth, old age, sickness, death will not come. Vậy thì chuyện gì xảy ra khi mà thầy nói là chúng ta có thể ứng dụng được chính cái năng lượng này và để cho nó trở thành ra là trí tuệ, là bởi vì chúng ta sẽ vượt thoát hay là siêu vượt được cái ái, chúng ta sẽ siêu vượt được cái thủ, chúng ta sẽ thực sự là vượt thoát được tất cả những cái điều này do bởi chúng ta thâm nhập được không tánh. Một khi mà chúng ta thể nhập không tánh đó thì chúng ta sẽ không thấy có cái sự sai biệt, ví dụ như là xấu và tốt, đúng và sai, vân vân, là bởi vì chúng ta đã thâm nhập vào trong cái thể tánh của chân thực tại. Một khi mà thâm nhập vào trong thể tánh của chân thực tại có nghĩa là chúng ta thấu hiểu được không tánh là cái gì. Chúng ta thâm nhập vào trong không tánh, mà một khi mà đã có thể thể nhập được không tánh thì thủ sẽ không có xảy ra, chúng ta sẽ không còn chấp thủ nữa, vì chúng ta thấy rõ được cái bản chất của chân thực tại thì thủ không thể nào xuất hiện. Mà thủ tức là số 9 không xuất hiện đó, thì hữu, sinh, lão, tử là 10, 11, 12 cũng không có thể nào mà xuất hiện được. Tasso. So now these 12, these are the two different kind of striking to the, you know, ignorant of the craving, you know. So craving also, craving and ignorance are the same, but the in the first ignorance is in the you know how in the form of the cause, and the in the second craving is in the form of conditioning. Yeah. So then what Buddha said, it is divided into three different groups, like ignorant, karmic formation, and the suffering. And the first ignorant, 8 craving and 9 grasping are ignorant. And second, karmic formation and the 10 becoming the, you know, karmic formation. And the rest of all the 7 others are sufferings. So three classes now. So the first one is ignorance and mental formation? No. First one, ignorance and the, you know, the craving and grasping. Oh, craving and grasping. Yes, these three are ignorance. These three are in the classes of ignorance. That's so. And then the second one, karmic formation, and the 10th one, that is becoming the karmic formation. Okay. And then the rest of them is the third category and that it's a suffering. Yes, yeah, thưa yeah. Bây giờ thì có hai cái cách để mà chúng ta có thể phá cái vòng vô minh này. Hai cái cách khác nhau. Thực sự đầu tiên là chúng ta phải hiểu rằng vô minh và hành đó thì nó đồng là như nhau, nó cùng một cái bản chất như nhau. Vô minh ở cái phần số 1 đó, nó chính là cái nhân. Và khi mà chúng ta đi qua đến không phải là vô minh và hành đồng như nhau, mà vô minh và ái đó là đồng như nhau, tức là cái số 1 và cái số 8 đó là nó đồng như nhau, nó giống như nhau, nó cùng cái bản chất với nhau. Và vô minh ở số 1 đó nó chính là cái nhân, nhưng mà vô minh tức là ái ở số 8 đó thì chính là những cái duyên nó hỗ trợ. Như vậy thì ái đó nó hỗ trợ cho vô minh, mà cả hai ái và vô minh nó lại cùng có một cái bản chất như nhau, tức là ái nó cũng là vô minh. Và như vậy cho nên Đức Phật mới chia ra làm ngài có ba cái phân loại. Cái đầu tiên đó là vô minh, tức là số 1, và ái là số 8, và số 9 là thủ, tức là chấp thủ. Thì vô minh, ái và thủ ở đây là cũng được xem như là một cái loại vô minh. Kế tới đó là chúng ta có số 2 tức là hành, và số 10 tức là hữu. Thì số 2 và số 10 đó được xem như là hành nói chung, và còn tất cả toàn bộ những cái móc, những cái khoen còn lại đó là được phân loại vào cái gọi là đau khổ. Là đầu tiên có vô minh, xong sau đó có đến hành, xong rồi có đến đau khổ, tức là có ba cái loại khác nhau được Đức Phật phân loại ra như vậy. So now the very important is that Buddha said all these sufferings, all this nonsense comes of because of the ignorant. So in order to cut that ignorant, now what Buddha said is
the training of the wisdom is very important. As we have talked, training of the wisdom during the craving time here, like one through the Vipassana practice of, and another one like a Vajrayana practice. So these two things are there. And at the same time, the wisdom aspect is very important. And in order to have the wisdom aspect, it is fully dependent upon the meditational practice and the training of meditation. And training of meditation also depend solely on the morality or the Shila, Samadhi, and Pragya, which is directly against the three, that is the ignorance. So the training of wisdom depends on Shila, which is... No. Training of the wisdom depends on the meditation, training of meditation. The training of meditation is on the Shila, right? Okay. Như vậy, Đức Phật nói rằng cái điều quan trọng chúng ta phải hiểu là mọi đau khổ đều đến từ vô minh, mà làm sao có thể cắt đi được cái khoen vô minh này. Chúng ta chỉ có thể phá dẹp được vô minh khi mà chúng ta luyện, chúng ta huân tu và chúng ta tu luyện làm sao đó để mà chúng ta có được trí tuệ. Chúng ta phải rèn luyện trí tuệ của mình. Rèn luyện để mà có được trí tuệ là một cái điều cực kỳ quan trọng. Như vậy thì khi mà chúng ta nói đến ái hay là cái sự khát ái đó, làm sao để mà có thể cắt đứt được ái, chúng ta có thể dựa vào hai cái pháp tu. Cái thứ nhất đó là Vipassana, tức là thiền minh sát. Và cái thứ nhì đó là những cái phương pháp thực hành thiền dựa trên kim cang thừa. Thì hồi nãy thầy đã chỉ cho chúng ta, đã nói cho chúng ta, thiền minh sát có nghĩa là phải dựa vào chánh niệm tỉnh giác và tu tập kim cang thừa, như là những cái pháp môn mà thầy đã nhắc đến hồi nãy. Như vậy cái khía cạnh liên quan đến vô minh ở đây nó là cực kỳ quan trọng. Cái khía cạnh liên quan đến trí tuệ ở đây là một cái điều rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Mà muốn có được trí tuệ đó thì phải dựa vào thiền định, phải hành thiền, phải luyện tập cái công phu thiền định của chúng ta. Và nếu mà muốn có được công phu thiền định tốt đó thì lại phải dựa vào giới luật hay là giới hạnh. That's all. So that's why the Buddha said, these 12 link of dependent originations were all link up, all dependent upon each other, coming from, you know, ignorance. So first we have to tackle the ignorance. So then what Buddha said is the dependency, we have to know this kind of, you know, dependent factor. It's very important to know that, because dependent factor, it shows you the, you know, how to get rid of that suffering. Otherwise you will get circled round and round because of not knowing the very, you know, the process of how we entangle and we go caught up into the cyclical existence and suffering. That's so. Mm-hmm. Đó là cái lý do tại sao Đức Phật muốn giải thích cho chúng ta về 12 nhân duyên. Bởi vì cái này nó chồng chéo với cái kia, nó tương thuộc, nó có sự tương thuộc, nó nương vào cái kia, cái này nó duyên vào cái kia, và tất cả những cái điều này nó đều đến từ một cái nguồn gốc duy nhất, đó chính là vô minh. Vô minh là cái nguồn cội của tất cả. Như vậy cho nên điều mà chúng ta cũng cần phải làm là làm thế nào để mà có thể phá tan được vô minh. Đức Phật dạy rằng duyên sinh là một cái gì đó rất là quan trọng, mà khi mà chúng ta có thể hiểu được về duyên sinh, chúng ta có thể hiểu được về tất cả những cái yếu tố mà tạo nên cái vòng xoay luân hồi này, tạo nên cái vòng nhân duyên này, thì có hiểu rõ, hiểu thấu về những điều này rồi thì chúng ta mới có thể phá vỡ được và mới có thể như là đoạn tận được đau khổ. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu rõ về những cái khía cạnh này, những cái yếu tố này, thì không thể nào có thể phá vỡ được đau khổ, là bởi vì chúng ta sẽ không hiểu được cái vòng xoay này nó vận hành như thế nào. Mà không hiểu được cái vòng xoay luân hồi nó vận hành như thế nào thì chúng ta cuối cùng sẽ bị mắc kẹt vào trong nó, mà chúng ta hoàn toàn không biết được về điều này. Lasso. So therefore Buddha said in Shalistambha Sutra, if he who sees the Buddha, if he who sees me
he will not see the Buddha. He who sees the dependent arising sees the Buddha. Can you explain please? Và thầy giải thích cho chúng ta ở trong một cái bài kinh gọi là kinh cây lúa đó. Là kinh Salisstamba đó, gọi là kinh cây lúa. Thì ở trong cái bài kinh cây lúa này đó, Đức Phật nói rằng ai mà nhìn thấy hình tướng của ta thì là người đó không thấy Phật. Nhưng mà ai nhìn thấy ra được 12 nhân duyên thì kẻ đó sẽ thấy được Phật. Lasso. So the Buddha said that, you know, all things and events are dependent, whether it is impermanent or, whether it's permanent or impermanent or whatever, all phenomena are all dependent upon each other. Therefore, Buddha, you know, gave the talks while they were walking to some other place, and, you know, disciple asked about the rice field and, you know, how the rice were grown from the seed and to the, you know, it's, you know, sprout out, and then the plants, then the rice fruits and all this, you know, depending on the water, you know, depending on the fertilizer, sunlight and so on. That's the outer dependency. In the same way, so right up to now, what we have taught is inner dependency, inner one, inner ignorance and all this, you know. So therefore, outer and inner dependency, two things Buddha talked there in the Salisstamba Sutra. Vậy tất cả vạn hữu, vạn pháp ở trong thế gian này đều là có cái sự tương thuộc, tương sinh, gọi là duyên sinh khởi. Như vậy thì cho dù là vạn pháp, những cái hiện tượng này là hiện tượng mang tính chất vô thường hay là hiện tượng những cái gì mà là thường còn, dù nó là vô thường hay là dù nó là thường còn, thì tất cả vạn pháp cũng đều nương vào nhau mà có, tức là đây là cái nguyên lý của duyên sinh khởi. Và ở trong cái bài kinh này mà Đức Phật đã giảng dạy, trong cái bản kinh gọi là kinh thân cây lúa đó, thì ở đây là Đức Phật đang đi bộ cùng với lại chúng tỳ kheo, và rồi đến một cái nơi nọ, và rồi chúng tỳ kheo hỏi Ngài về cái sự hình thành của cây lúa, và Ngài đã giải thích cho chúng tỳ kheo nghe về cái sự hình thành của lúa. Một cái cây lúa nó mọc từ một cái hạt lúa, và khi mà gieo trồng một hạt lúa rồi thì sau đó nó phải có đủ nước, phải có đủ phân bón, phải có đủ mặt trời và vân vân, thì nó mới có thể trổ thành ra là một cái cây lúa, một cái thân cây lúa được. Mà khi mà nói đến những cái duyên hỗ trợ như là nước, phân bón và mặt trời, thì đây được xem như là những cái duyên hỗ trợ ở bên ngoài, tức là những cái duyên ngoại tại. Nhưng mà từ nãy đến giờ thì chúng ta không nói đến cái duyên ngoại tại, mà chúng ta đang nói đến những cái gì mà nó gọi là nội tại, tức là duyên sinh nội tại, và là những cái gì mà nó đưa đến cái vòng xoay luân hồi cho chúng ta. Thì đây là những cái điều mà đã được Đức Phật giải thích ở trong kinh thân cây lúa Salisstamba. So this is all about the 12th link of dependent origination, which shows mainly on the dependency, causal effect, dependency of the causes, condition of the inner and outer, you know, condition. And so we stop here today, and I would like to ask everyone to just focus on the craving, yeah? So then this is the question for you. Whenever you crave for something, what do you do? So tomorrow, or you can write it, or you can even, you know, leave the messages here for your answer, how you face the craving, each individual. Because the craving is also not other than the ignorance. The differences between ignorance and craving is that craving is in the form of very intensity, and ignorance is in the very
like kind of, you know, subconscious level. And ignorance is the source of all the problem because of not knowing. And, you know, we are ignorant, so we don't know. That's how we get entangled and caught up in the cyclical existence of suffering. Ken Pola, regarding the contemplative question, do you want people to send to you, or do you want them to, maybe one or two of them to speak up the next time when we meet? Yes. So to the organizer, they can send their question to the organizer. Then organizer can, you know, sum up the questions, and, you know, then you can. I don't mean the question. I mean the contemplative homework question that you give to them. Do you want the students to send to you, or to us, or how do you want to handle that? I think to you, to the organizer. Yeah. Okay. Thì nãy giờ là chúng ta đã học về 12 nhân duyên, chúng ta học về duyên sinh, và chúng ta học về khi mà chúng ta nói đến duyên sinh, xong sau đó chúng ta nói đến nhân quả, và khi mà chúng ta nói đến duyên sinh đó là chúng ta nói đến những cái duyên bên ngoài và những cái duyên bên trong, tức là một phần của 12 nhân duyên. Mà bây giờ thì chúng ta sẽ ngưng cái buổi pháp thoại ở đây, và Kenpo có một yêu cầu cho chúng ta. Kenpo nói rằng bây giờ đó chúng ta cần phải làm bài tập một chút, là thầy muốn chúng ta tập trung vào cái số 8, tức là ái, tức là cái sự khao khát, khát khao đó. Và như vậy thì cái câu hỏi mà thầy có cho chúng ta là bây giờ các bạn cần phải viết xuống một hai đoạn ngắn thôi, mô tả lại rằng khi mà chúng ta nhận biết là ái nó khởi lên, một cái sự khao khát nào đó nó khởi lên trong mình, thì ngay lúc đó mình làm cái gì? Khi mà một cái cảm xúc, một cái sự mong muốn, một cái sự khao khát đó nó khởi lên trong mình thì mình làm gì? Và mình cần phải hiểu rằng ái đó nó cũng chẳng khác gì là vô minh. Ái và vô minh là hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà khi mà nói đến ái hay là nói đến cái sự khao khát đó thì cái cường độ của nó rất là mãnh liệt. Mà còn nói đến vô minh nó là một cái gì mà nó vi tế hơn, nó ngầm ngầm ở dưới, chứ nó không có mãnh liệt như là khi ái nó phát sinh. Nhưng mà vô minh nó lại chính là cái nguồn gốc của tất cả những cái vấn đề mà chúng ta phải chạm mặt. Và tại sao nó trở thành là vấn đề là bởi vì chúng ta không rõ biết, vì chúng ta không thấu hiểu, chúng ta không rõ biết, cho nên chính cái sự vô minh này nó trở nên là cái nguyên nhân của tất cả mọi vấn đề. Thì thầy yêu cầu các bạn, những ai mà học trong lớp này với thầy, thì xin làm ơn trả lời cái câu hỏi đó, và thầy yêu cầu các bạn gửi đến cho ban tổ chức một đoạn, hai đoạn gì đó để mà trả lời cái câu hỏi của thầy, là khi mà ái khởi sinh, sự khát khao mãnh liệt khởi sinh thì bạn làm gì vào lúc đó? Dạ thưa, thầy nói là gửi đến cho ban tổ chức, thì chắc ban tổ chức tụi con chắc cũng chỉ có một cái email thôi. Thì chắc là chỉ có thể gửi qua email thôi ạ. Thì nó là chữ Zoom Z OOM Bồ Đề Tâm, Zoom Bồ Đề Tâm một chữ, a@gmail.com. Lasso. So the today's talk would be a little bit complicated because it all talks about the mind and its, you know, ignorance and, you know, consciousness and all these things. It's very difficult to grasp for the time, for the time being, but slowly if we do a little bit of effort, then I think definitely sooner or later we would able to integrate in your lifestyle, and your life becomes your life would be completely change, it will be a different lifestyle for you. Ngày hôm nay đó, cái buổi pháp thoại này của chúng ta thì nó cũng hơi phức tạp một chút, bởi vì chúng ta nói rất là nhiều đến nội tâm, chúng ta nói đến vô minh, nói đến thức phân biệt vân vân.
những cái điều này bởi vì nó rất trừu tượng cho nên nó cũng khó để mà cho mình có thể nắm nắm lấy. Nhưng mà từ từ qua thời gian đó, từ từ nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực thì từ từ sau đó chúng ta sẽ có thể như là đưa được tất cả những cái sự hiểu biết này của chúng ta vào trong cái đời sống hàng ngày, và rồi sau đó từ từ thì cuộc đời của chúng ta sẽ có được những cái sự thay đổi và nó sẽ có được lợi lạc. Lasso. So then the third topic would be on emptiness, because we are talking about the Heart Sutra, so it will be even more subtler. But if you know good in this here, you know, if you know well here, then it may help you to understand the third topic very easily. Và cái buổi pháp thoại thứ ba đó là thầy sẽ giải thích cho chúng ta về không tánh, cũng như là sẽ nói về Bát Nhã Tâm Kinh, những cái giáo nghĩa ở trong không tánh Bát Nhã Tâm Kinh đó thì nó lại càng vi tế hơn là những cái gì mà chúng ta vừa mới học qua trong ngày hôm nay. Mà nếu mà chúng ta hiểu được những cái gì mà thầy đã giải thích cho chúng ta vào ngày hôm nay, ta hiểu rõ được về những điều này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể hiểu được không tánh một cách dễ dàng hơn. Lasso. So we stop here now. We do the dedication and all. Yeah. Dạ vâng, bây giờ thì mình sẽ ngưng ở đây và mình sẽ tụng hồi hướng ạ. Chúng ta tụng hồi hướng nguyện. Nương nơi công đức này, nguyện con thành tựu toàn tri toàn giác, do đã chiến thắng được kẻ thù sai lầm điên đảo tự thân. Nguyện con giải thoát tất cả mọi chúng sinh đang trầm luân trên sóng sinh lão bệnh tử. Y như Đức Văn Thù Sư Lợi đã thâm chứng vạn pháp như thật, và như Đức Phổ Hiền cũng đã thâm chứng y như thế, con nguyện noi theo các ngài trên con đường đạo và hồi hướng trọn vẹn tất cả mọi hạnh lành. Y như các đấng chiến thắng trong ba thời đã tán dương công phu hồi hướng tối thượng, con nguyện hồi hướng trọn vẹn toàn bộ thiện căn cho công hạnh tối thắng. Nương vào sự gia trì của chư Phật đã thành tựu tam thân, nương vào sự gia trì. Ở phía trên nữa kìa. Nương vào sự gia trì của chân lý tối hậu về thể tánh bất biến của chân hiện thực, và nương vào sự gia trì của tăng bảo bất khả phân ly, nguyện cho những lời khấn thỉnh của con đều được viên thành y như hồi hướng. Nương nơi công đức đã tích lũy trong ba thời của con và của tất cả chúng sinh trong cả luân hồi lẫn niết bàn, và nương nơi thiện căn vốn có, nguyện cho con và tất cả chúng sinh mau chóng đạt được giác ngộ viên mãn toàn hảo chân quý và vô song. Đức Kim Cang Trì vĩ đại, chư thầy tổ Thilopa Naropa Mapa Milarepa, pháp vương Gampopa Pakmotupa và Đức Trikongpa, nguyện cho sự cát tường của toàn thể chư đạo sư dòng khẩu truyền ca chu sẽ trường tồn miên viễn. Bồ đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng chân quý, nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh, nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày mỗi vươn lên cao hơn. Lasso. Thank you so much, Kenpo Kenila. Welcome, my pleasure. And everybody feel free to discuss this topic with yourself, discussion, okay? And any problem, then you can come back to me. Thank you, Rinpoche. Thưa thầy nói là cảm ơn tất cả ở nhà đã lắng nghe pháp, và thầy nói là chúng ta có thể thảo luận về những điều này, và nếu mà chúng ta thảo luận với nhau xong mà chúng ta có vấn đề gì không có giải tỏa được thì chúng ta có thể quay lại hỏi thầy. Thank you, Rinpoche. Thank you so much. Rinpoche Khenpola.